Nhiều khán giả vẫn thắc mắc lý do Hoài Lâm không xuất hiện chúc mừng hai cô con gái trong ngày sinh nhật. Cách đây vài ngày, vợ cũ của Hoài Lâm là Bảo Ngọc đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi cho bé gà. Bữa tiệc mừng tuổi mới này có sự xuất hiện của những người thân trong gia đình. Trong ảnh, hai tiểu công chúa nhà Bảo Ngọc Hoài Lâm vui vẻ thổi nến, cắt bánh cùng mọi người. Thế nhưng, niềm vui dường như thiếu trọn vẹn khi không có sự xuất hiện của Hoài Lâm. Không những thế, dòng ca hoa nở không màu cũng không có động thái nào chúc mừng sinh nhật tiểu công chúa, dù là vài chữ trên trang cá nhân. Nếu theo dõi trang cá nhân của Bảo Ngọc, ai nấy đều nhận ra một điều rằng từ lâu cô không còn nhắc đến Hoài Lâm trong các dòng trạng thái. Dù chuyện có liên quan đến hai cô con gái, cô cũng đăng những hình ảnh vui tươi của các con trong những dịp đặc biệt và cũng không bao giờ thấy sự góp mặt của chồng cũ. Nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sự vô tâm của Hoài Lâm, không lẽ anh bận rộn đến mức không đến chúc mừng con gái được vài phút hay dành ít giây đăng một câu chúc mừng con. Còn nhớ sau khi Hoài Lâm và Bảo Ngọc thông báo tin ly hôn không lâu, Bảo Ngọc từng khẳng định cô sẽ nuôi con và không cần sự trợ cấp của chồng cũ. Sau đó, Bảo Ngọc từng lên tiếng việc cho hai bé gặp ba khi một tài khoản mạng xã hội hỏi rằng ba của hai bé có thường xuyên gặp hai bé không gì. Bảo Ngọc thẳng thắn cho biết mọi hoạt động của con gái cô đều đăng tải lên mạng xã hội. Nếu có duyên, các con sẽ gặp lại ba. Câu hỏi được nhiều người hỏi nhất. Thường chị hay né tránh những câu này, nhưng chị nghĩ có nhiều cái đối diện thì hay hơn. Gà cún làm gì mỗi tuần, mỗi ngày chị đều up story, thì nếu sau này có duyên gặp lại bác, chị cũng sẽ share lên story, chứ chị cũng không giấu gì, vậy là biết câu trả lời rồi đúng không? Qua chia sẻ của Bảo Ngọc có thể thấy, cô hoàn toàn tạo điều kiện cho các con gặp bác, hoàn toàn không ngăn cấm. Tuy nhiên, có vẻ từ sau khi ly hôn, Hoài Lâm đã không còn bất kỳ động thái nào muốn gặp con hay thăm con. Nhiều người báo biện rằng Hoài Lâm bận các dự án âm nhạc, lý do này liệu có hợp lý không? Bởi các nghệ sĩ của showbiz Việt, ai cũng bận chạy show và làm sản phẩm mới, nhưng họ vẫn dành thời gian cho các con, cho người thân của mình, về tại sao Hoài Lâm thì không? Chỉ có một giả thuyết đặt ra là vấn đề sức khỏe và tình trạng tinh thần của Hoài Lâm mới lý giải nổi chuyện anh không làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Trong một bài phỏng vấn trên báo gần đây, Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ anh đã từng đến thăm Hoài Lâm nhiều lần ở nơi dành cho người có thần kinh yếu. Mới đây nhất, hình ảnh Hoài Lâm trong phòng thu ca khúc Băng Đá cuối cùng của anh trong năm 2020 khiến bao người giật thót. Dung mạo của nam ca sĩ tiêu tùy xanh xao, thất thần với đôi mắt thâm quầng và đôi môi đen xì, thật sự mang đến bao nỗi xót xa cho những người yêu thương anh. Hẳn với ngoài hình ảnh kém sắc và bơ phờ thế này, làm sao Hoài Lâm có thể tự tin đứng trước hai cô con gái yêu thương đây? Nhớ, 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 nhớ lại. Right here.